Làm ăn được. À Linh ơi, bảo anh Đức là Nhật chị Nhật Lệ đang bán hàng ở trên xe nha. Nào, vào khoe các cô chú đi. Cảm ơn các cô chú đi. Cô Lệ ơi. Dạ. Không phải cô Lệ này. Cái cô Lôi à? Đẹp nha. À, đẹp nha. Lôi cảm ơn các cô các chú chưa? Cô Lôi có cảm ơn. Lôi cảm ơn chưa? Lôi cảm ơn rồi. À Lôi cảm ơn rồi à. Lôi bảo cảm ơn cô. Lôi cảm ơn nhỉ? Đẹp đi. Nhìn nhiều mà. Trời ơi, mặc luôn không? Mặc luôn không? Mặc thử luôn không? Bỏ dép ra, cô cho mặc thử nhé. Đẹp đi. Không, Lôi không mặc bông xà đâu. Không sao hết. Thôi thôi, không mặc bông xà lên lại, chụp lại đi. Ai cho vào like đâu ấy. Khiếp, ai thay quần áo vào like vậy? Ô, quần áo nhiều lắm mọi người ơi. Thôi bàn một chút nhanh nhanh rồi làm mà tắt hết rồi tắt giỏ hàng mà ngồi nói chuyện nha mọi người nha. Tập trung bàn tầm 5-10 phút xong rồi là tắt giỏ hàng xong rồi nói chuyện nha. Chứ đừng cầm như này là sập lái đấy. Bố Lôi ăn được đồ ăn Việt Nam không? Có ăn tốt, ăn thoải. Ăn ngon luôn. Ê, Mắt Thi Lôi ơi. Ăn được đồ ăn Việt Nam không? Đồ ăn Việt Nam ngon không? Đồ ăn là gì? Lôi dịch ra. Ở Paris cũng mới đang Việt Nam. Khuya. Cuya. Đồ ăn Việt Nam ngon nè. Quá tuyệt vời. Đây nha mọi người ơi, giá niêm yết là 600k, chỉnh tay mẹ làm luôn. Nói chung là làm mọi người mua về mọi người ăn là mọi người biết là nhà làm luôn. Chứ không phải là linh tinh đâu nha, không phải đồ ăn linh tinh đâu nha mọi người. Đây ạ. 600k, hôm nay còn 460.